Em chào anh nha. Thì anh ở xóm á, là em hỏi là em cũng có nghe cái vụ việc đó, là sùm mà một người đó là bắn là ba người đó. Thì cái vụ việc đó là anh ở gần đây, là lúc đó là anh thấy cái cảm giác hay là cái suy nghĩ anh như thế nào, mà anh có sợ không? Cũng rất là sợ, tại vì sự việc đó xảy ra thì nói chung là cũng sợ. Mà ở Đồng Nai thì cũng sự việc cũng chia sẻ cho bà con biết, là cũng bạn bè là làm chung ở ngoài Đồng Nai, như bạn bè cũng thân đó, rồi cũng hỏi tiền, như là hỏi như mượn giùm số tiền gì đó cho giúp đỡ, rồi cũng hỏi tiền tháng gì đó. Rồi anh này ảnh mới không có việc làm, ảnh mới về quê rồi. Anh này mới xuống, là cũng xuống hoài à, xuống chơi cũng 2-3 lần rồi đó, rồi xuống lấy tiền, như là kêu đưa tiền lời là trong 10 triệu đó. Rồi này nó nói bây giờ giết tôi chết, bây giờ tôi cũng không có tiền nữa đó. Rồi cũng càng coi đó, rồi mới lấy súng ra là hăm dọa. Rồi cái chủ nợ này nè, là mới là chạy qua nhà của người gì hay người gì, chú gì đó trốn đó. Rồi người đó mới chạy qua xô trong nhà tắm, rồi thấy đang nó mới bắn đó, bắn người chủ nợ mới té trong nhà tắm đi, rồi hết hồn mới bỏ ra. Rồi người thím người mợ gì đó mới la lên, rồi nó mới lấy cây súng nó mới kê vô, nó bắn bả, rồi ổng mới la lên đó, Là móng luôn, lượm ổng luôn, rồi kê súng vô bắn ổng luôn. Rồi sao vậy đó? là cái người mà thiếu nợ á, là dưới cái hộ bên đây là có bà con gì không? Bà con như là chú cháu Chú cháu ha. à, đây là cũng là chú Tính ra cũng như là họa vô đơn chiếc ha, ruột, là cũng không có liên quan gì không có hết. liên quan gì hết. Nhưng mà cái ông này thì ổng mới chạy qua nhà bên kia, rồi bên kia dính họa vô luôn. Đúng rồi, chạy qua thì ông này ông cũng hết hồn la lên, rồi nó mới bắn ông luôn. Rồi xong rồi mới việc nó mới bắn xong rồi nó mới tranh thủ nó qua, là nó lấy xăng nó đốt nhà. Lúc đó anh có thể chứng kiến mà lúc mà nó cháy không? Chứng kiến cháy thì không có chứng kiến, mà điều cháy thì mình thấy đó. Như là Còn lúc đó là quả quạng lên là chưa, lúc đó như là ta dập tắt hết cho, rồi đúng rồi, mình dập mới tắt. qua ha. Như cũng là bà con xóm liền ta chia sẻ nhau vậy đó, Mình nghe kể lại ha. nghe kể lại này kia rồi đó. Thấy cái tội cái cô đó quá ha. Tự nhiên cái họa vô đơn chiếc là không có biết cái gì hết Nói chung trơn. là không có biết gì hết. Rồi cũng nghe chỉ là bên kia thiếu tiền thiếu bạc thì người ta đòi thôi, Thì cũng nhiều tiền bạc thôi. nhưng mà chạy qua nhà bên kia rồi xong rồi thấy gì là mới can qua. Nó chắc lúc đó cô cũng nghĩ là mình can qua ra đừng cho có chuyện này chuyện kia ha. Đúng rồi, thì Đó. cũng như mình thấy gì vậy cái đó, rồi như chắc là cô đó là cô la lên cái dạng là nói sao mày 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 bắn nó mày giết nó gì đó, rồi sợ đó, rồi chắc là có thể là nó sợ rồi nó mới giết ba luôn đó. Rồi ổng mới la lên rồi nó giết ông luôn, nó bắn ông luôn. Chứ nếu mà không càng chắc không không có đến đổi. không nổi, miễn mà bà đừng có la lên thì cũng không sao. Tại cũng như là sợ la lên là sớm ghiền nó bu lại ha. Đúng rồi, Chắc ý là mình nghĩ vậy á. thì mình cũng là dự định như vậy. Nói chung là cũng nghe thông tin là cái người mà đã ra tay vậy đó là cũng đã tự xử mình ở trên Đồng Nai luôn. Thì cũng nghe là trên nhà báo đó cũng đăng lên, nói là về tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa Đồng Nai là coi như là tự xử luôn. Rồi cũng có báo đăng lên rồi đó, mà mình cũng chưa biết sao, mình chưa có rõ tin tức. Tại vì em cũng vô đây em quay cái hoàn cảnh gần đây thôi, nhưng mà thật sự thì em cũng không có qua đó mà chia sẻ, chủ yếu là em nghe trên mạng thôi. Thì sẵn đây thì em hỏi cái thông tin nó vậy thôi. Thì em cảm ơn anh nha, đã chia sẻ. Tại nói chung chủ yếu mình chỉ biết vậy thôi, chứ mình cũng chưa biết cái sự việc nó như thế nào. Thì nghe ai thì lên mạng người ta cũng kể như thế không à. Thì chủ yếu là bữa nay em sẵn quay cái hoàn cảnh cô Hoài trong đây nè, sẵn đây rồi em hỏi anh, thì anh không chịu lên hình thì thôi nha. Thôi em cũng chào anh nha. Chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì đang có mặt tại Long Hồ Vĩnh Long, thì chia sẻ một cái hoàn cảnh bữa nay là cũng như là cô Sáu cũng như là chỉ dẫn dỗ hoàn cảnh đó cả nhà. Thì hôm nay thì về đây thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị được biết. Xin chào cô Sáu nha. Dạ chào chú. Dạ. Thì đây là cô Sáu nè cả nhà. Thì thấy cái hoàn cảnh khó khăn thì mới liên lạc với Thiện, và cũng như là hôm nay là Thiện về đây thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Thì đó cái hoàn cảnh mình sao cô? Cái hoàn cảnh của chú Bảy nó, hai ông vợ chồng thì bệnh hết. Bệnh chú thì thím thì bị lên máu với mệt với bệnh phụ nữ, còn chú thì bị tai biến không đi đứng khó khăn. Rồi giờ có một mình thằng con nó mần nó lo cho gia đình, chạy xe ôm nuôi gia đình, nhưng mà xe thì hoàn cảnh không có xe,
rồi mượn của cô bác đồ ở xóm, người ta thương hoài hiền lành, người ta cho giúp đỡ cho mượn, tới khi người ta kẹt trong chuyện thì người ta lấy lợi rồi hoài mượn chỗ khác về nuôi gia đình vậy đó. Là hoàn cảnh ở đây hết chưa? Dạ, hoàn cảnh của chú Bảy ở đây. Dạ, dạ. Vô cô Sáu ơi. Dạ. Đây nói chung cả nhà đây là nói chung là hoàn cảnh nhà của chú Bảy này cả nhà. Thì ở đây đường cũng nhỏ nè. Ở đây trồng súc bao nhiêu hết cô? Dạ. Là chú Bảy đó là được mấy người con cô? Được ba người con. Ba người con. À. Ở đây là người ta mua đất, người ta làm đường này vô tới nhà của chú Sáu cũng đỡ ha. À. Ở chú Bảy hay chú Sáu? À, chú Bảy còn cô là chú Sáu. Dạ, con quên. Ở đây nó cũng yên tĩnh ha. Là hoài là nó chạy xe ôm hết con? Chạy xe ôm. Đây là có cây bưởi nè cả nhà. Tết này có mấy cây bưởi này là chân ok. Chào hoài nhá. Dạ. Chạy xe mới vậy hả? Dạ, chạy mới vậy. À, chiếc xe đó hả? Dạ, chiếc xe đó có. Có mượn chứ. À, có nó mượn của ta. Ở đâu quay qua chiếc xe đây anh nè. Đây nè nhà. Nó chiếc xe đó. Nó mượn nè, nó cũng cho mượn xe tốt đi ha. Dạ. Ừ. Rồi anh. Chào chú. À. Chào chú Thiện. Dạ. Dạ. Rất là khỏe không chú? Con khỏe đi trượt. Khỏe mà đi không được ha. Đi được. Mà sao hút thuốc dữ vậy? Chứ ngồi buồn quá. Hút thuốc vậy. Mình buồn thì mình cũng ngồi mình thâm sự với vợ được rồi, hút thuốc làm chi mà bệnh hút thuốc nữa. Lấy thuốc nhẹ nhẹ. Hút thuốc nhẹ. Dạ. Như là một ngày chú hút được bao nhiêu? Hút nửa gói. Nửa gói à? Hạn chế hút gì chú ơi? Chú hồi xưa là bị tai biến hả? Bị đi xem. À, mà buồn hút thuốc ha? Muốn cái ngoài nó dai giờ. Không hút hoài. Rồi điên được tức. Điên được tức ha? Dạ. Rồi con chào cô nha. Dạ. Là chú là năm nay bao nhiêu tuổi cô? Anh 61 con. À, 61 tuổi. Dạ. Mà ta cũng như là bị mắc cái căn bệnh này lâu chưa cô? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Ừ. Rồi mình có điều trị đâu không? Cũng không có tiền để điều trị, không mua thuốc ngày để uống. Từ khi là bệnh rồi tới bây giờ là không đi trị luôn. À, không có tiền đi khám con ơi. Ơi. Nếu mà khám chắc chú không, lúc này chắc không sao ha. Dạ, khám ra rồi mới biết. Bây giờ chỉ mua thuốc ngày để uống vậy đó. Từ khi bị tới giờ là mình uống thuốc ngày không? Dạ. Là mua ngày nào mình uống ngày nấy. Dạ. Bây giờ chú cũng muốn đi lắm mà không đi được. Dạ. Cũng như bây giờ mình đi thì nói chung là chủ yếu mình có cái tó mình ấy mới đi được ha. Có cái cây chống nè, cây chống này nè. Có cây chống nè. Mới được. Rồi đi em vịn lần lần. Có cái tay vịn nè, đi với vịn thanh giạc. Dạ. Vịn thanh giạc kèm vô nữa. Mới đi được. Chú nếu mà có tiền chắc chú chắc bình phục lại. Chứ còn này có mà... khám này kia, có thuốc thì uống chắc cũng đỡ. Ừ. Chứ còn này mua thuốc nhà uống không rồi. Dạ. Là cô năm nay nhiêu tuổi? 60. 60 ha? Dạ. Dạ. Con nghe nói cô là cũng trong mình cũng bệnh luôn hả? Bệnh nên bà á. Dạ. Ừ. Hai vợ chồng này bệnh hết. Dạ. Bởi vậy giờ cũng kha kém sức khỏe. Ở nhà đang lo cơm nước cho ổng rồi cho thằng con nó đi chạy xe. Dạ. Dạ. Rồi cô được mấy người con cô? Dạ ba đứa. Ba đứa ha. Dạ. Đứa gái có chồng chị Vinh mà nó cũng nghèo. Dạ. Thằng cái Út có vợ cũng nghèo, nó ở bên vợ. Ừ. Dạ. Rồi Hoài là Hoài con thứ ba. Con hả? Thứ ba. Dạ. Hoài cho anh hỏi nè. Dạ. Rồi hàng ngày là cứ là phải đi chạy xôm hả? Dạ chạy xôm mà em mượn xuống người ta không mà xe em không có xe. Là Hoài năm nay nhiêu tuổi? Dạ 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Là em Út là bao nhiêu tuổi? Út em hả? Dạ, 28. 28, nhiều hoài là 30 ha? Dạ. Là mình chạy xe ôm này lâu chưa? Dạ, em chạy cũng lâu rồi, cũng mấy năm rồi. À, cũng như là chạy mấy năm rồi là mình đi mượn xe của người ta không à? Dạ. À, là từ đó giờ là mình mượn xe người ta, mình không có xe nhà sao? Dạ không, mượn xe của bác, rồi của em, rồi kia. Ở sớm kìa thấy không có xe chạy, người ta cho mượn. Ừ. Dạ. Từ đó giờ mình cũng chưa có chiếc xe nào á? Dạ, chưa. Sao mình không đi lên thành phố rồi đó mình làm cũng như là mình kiếm tiền để mình mua xe chạy cho nó dễ hơn, chứ mình mượn người ta lỡ chạy xe thì mượn thì nhầm cái ta thương ta mượn mà sợ nhờ lúc mà nó hư á. Dạ. Rồi lúc đó tỷ nó hư nha, ít hư bánh hư này hư kia. Em muốn đi làm sao mà phải làm đi, không có ai ở nhà lo cho ông bà này kia đó, bệnh đó. Rồi đâu ai cái thuốc men này kia. Thì nó nói nhà mần lấy lắc ha. Dạ. Mần vòng vòng thêm. Rồi mình mượn xe gì đó rồi có lúc nào mà người ta đi công chuyện đó người ta không có cho mình mượn rồi lỡ lúc đó mình có khách thì sao hoài?
Dạ mượn người này nhiều khi vô trong bát em. Vậy là đi chạy xe ôm là mượn nhiều người luôn. Dạ, mượn tới mấy người. Hồi đó giờ mới thấy lần đầu tiên là mượn xe là đi mượn mấy người luôn. Dạ, tôi thấy thường người ta cho mượn nữa. Chứ mượn xe mà người ta mượn tỷ bắt buộc mình thì mình không nói. Dạ. Chứ còn mình mượn người này rồi mượn người kia nhầm cái xe chạy ngoài đường chứ người ta cũng hơi sợ. Cầu sớm nó hư đồ, hư đạt á. Mấy anh em này kia cho mượn. Rồi mình đi chạy vậy là một ngày được bao nhiêu? Dạ cũng tùy theo cũng nhiều ít nữa. Thì 7-80 cũng trăm mấy cũng có. 30-40, 50-60 thì tùy theo ngày. Có lúc nhiều nào mà mình mơ ước là mình có chiếc xe. Dạ em cũng mơ ước được chiếc xe thằng em chạy để mượn người ta hoài cũng kỳ đó. Nhưng mà mơ ước từ đó giờ là chưa mua được chiếc nào á. Dạ chưa. Mà chiếc xe có bao nhiêu mà mình mua không nổi hoài? Dạ chiếc xe khoảng 4-5 triệu cũng được, yêu cầu có xe chạy được. Chiếc xe là 4-5 triệu ha. Dạ. Nhưng mà từ đó giờ chạy xe ôm không mà không có góp lại đầy đủ ha. Dạ. Tại vì chạy một ngày chỉ có 100 mấy không rồi đủ ăn đủ sống không? Ăn uống này kia hết. Chứ giờ mua xe thì nó đâu có mắc đâu, xe cũ là 4-5 triệu à. Dạ mua xe cũ chạy cũng được rồi chứ. Vậy là mình chạy ở đây là vòng vòng bà con hay là người ta kêu mình mới chạy ha? Dạ. Chứ người ta điện có số điện thoại cho người ta điện. Chứ ngoài ra thì mình không có đậu bến. Dạ ít lắm, cũng có ở bên sông nhưng mà ít lắm, về nhà. Tại vì người ta điện mình chạy. Chứ xe mượn bây giờ mình đậu bến đâu được? Dạ. Chứ phải xe của mình thì mình bậu mình. Khi người ta đi đâu người ta lấy lại đó thì phải mượn điện trước. Nói chung là chạy xe ôm mà mượn không là cả nhà. Mượn người này tới người khác. Em cũng mơ ước được chiếc xe để em chạy này kia, em mượn người ta nhiều cũng phiền. Có lúc nào mà mình mượn mà có lúc người ta đi công chuyện gì đó. Dạ. Rồi lúc đó rồi mình có khách gì đó rồi lúc đó mình mượn 3-4 người mình mượn không được rồi lúc đó là sao? Chúng ta mình hầu ra luôn. Mình hầu luôn ha. Dạ. Chứ giờ hai đâu người mà chứ đâu có xe đâu rồi, dạ. Thua rồi. Dạ. Tại vì ai cũng công chuyện hết. Em khi người ta lấy lại lượt đó không có xe. Rồi đây là mình chạy xe mà nếu mà đi xa nhất là phải đâu? Em hả? Chạy đi Cần Thơ rồi Bến Tre rồi cũng có chạy Tiền Giang rồi đó. Vậy đó ha. Dạ. Chỗ nào mình biết rồi mình chạy. Chúng ta chỉ đường này kia đó. Cái vòng vòng rồi. Vòng vòng đó hiện nhiều, lâu lâu mới có đi xa này kia. Mình đi vậy đó rồi từ đó dòng chạy xe ôm nhiều lần như đó mình có quen được cô nào chưa? Dạ chưa nữa. Chưa luôn hả? Dạ. Rồi chạy khách như này kia. Dạ. Từ đó giờ có người yêu chưa? Dạ chưa lên rồi. Thì bữa nay lỡ là anh quay lên nè thì coi có cô nào hay là chị nào gì đó rồi có thương thì liên hệ luôn đi, có gì với hoàn tác làm ăn. Với hoàn cảnh em vậy đó. Nghèo rồi kia. Mà từ đó giờ chưa quen được cô nào luôn? Dạ chưa luôn. Mà có nắm tay rồi chưa? Chưa quen sao nắm tay. Hay là mấy người cô, mấy đứa mà mình trả á, tao mình thọt tay lên sao mình nắm thử coi nó làm sao, cảm giác làm sao? Dạ không có gì, không dám. Không dám. Anh á, lại nói chuyện nghiệp lắm con ơi. Cô dạ. Bác cũng thương. Nói chung là ở đây là hoài người ta thương người ta mới cho mượn xe đó con chứ đâu phải giỡn đâu. Dạ. Bây giờ đó, như con nè, bây giờ xe con chạy nè, mà ở xóm con mượn một lần hai lần thôi chứ mượn hoài cũng đâu cho đâu. Dạ. Tại vì xe chạy nó cũng phải có hư chứ không phải là nó không hư. Dạ. Cô bác cũng thương mới cho mượn nữa con. Dạ. Nói chung là cũng muốn kiếm được một cái chiếc xe 4-5 triệu để chạy xe ôm nha, cũng như là cái chiếc xe của mình thì nó dễ dàng hơn. Dạ. Chứ mình thấy gì mượn hoài mình thấy nó cũng kỳ ha. Dạ. Chứ mà bây giờ khổ quá thì kỳ mình cũng phải chặt cho nó. Dạ, bởi vì nhiều khi cô bác cũng mắc đi công chuyện rồi đó. Dạ. Ngày đó thì người bác cũng đi công chuyện đi rồi bắt thấy bữa đó phải nghỉ rồi đó. Dạ. Dạ. Cũng như không có xe. Ừ. Dạ. Ở nhà này mình cắt lâu chưa cô? Cái nhà này cũng cả hai mấy năm mà. Đợt mấy thiếu nữ Hàn Quốc nó qua cắt cho đó. Thiếu nữ mà Hàn Quốc. À, mà có 4 triệu bạc à. Nó đi du lịch qua đây nè, mấy cổ qua chơi đó. Người Việt Nam hay là người Hàn Quốc? Người Hàn Quốc. Sao biết tiếng rồi qua đây cất? Mấy cổ nói á, rồi đưa tiền cho mấy ông ở xã nè. Rồi mấy ông mới cất cho có 4 triệu à. Hôm nay hai mấy năm rồi. Nó hư, nó sụp hết trơn rồi đó. Mấy sao nè. Đây nè. Trong đây nè, nó sụp hết trơn. Nó sụp trơn ha. Cũng vô đại. Các cô gái Hàn Quốc mà qua đây cất nhà cho bên Việt Nam luôn, đâu đâu cô dẫn con coi. Nè nè, con đi đại. Đây, có công dịch viên ta dẫn nó qua chơi đó thôi. Qua đây cái xong á cất nhà luôn ha. Ừ. Hai mấy năm rồi đó. Ừ. Dạ. Ở lúc con trai Út cô còn nhỏ xíu à.
Mà mai nó 28 tuổi rồi đó. Dạ. 27, 28 tuổi rồi đó. Cảnh khổ lắm. Rồi cái chuyện gió chú cô mất hè nhau vô trong chổng á. Phải chạy kiếm chỗ núp hay con? Kiếm chỗ núp. Chứ mình đâu dám ở đây đâu con. Ở nó sạch chết. Thì gió mạnh lắm. Bây giờ cũng cháu có qua do đây rồi. Rồi cũng cô bác anh chị bạn cũng giúp đỡ cho cô chú. Nói chung là nhà cô cũng hên lắm á, mới có các cô Hàn Quốc cắt á. Cái từ đó giờ con quay rất nhiều hoàn cảnh con chưa nghe đâu mà. Lâu lắm rồi. Qua đây chơi đó con, lâu lắm rồi. Là có quen hả con? Ở xã. Ta đi du lịch qua đây nè. Chắc cũng cỡ là trai gái cỡ 20 người à. Rồi người ta qua chơi đó, người ta coi rồi. Ông cắt nó sụp hết trơn rồi, hai mấy năm. Dạ, đúng rồi. Cái này ở sao mà là mới sửa sao không con? Cô bác mới thấy nó hư quá rồi cho cây đó rồi sửa cắt lại cho ở cái máy nè. Giờ cũng như chú ở dưới máy này chứ không có dám lên nhà trên nữa đó. Trời mưa gió. Ở dưới đây không á. Nói chung mà cô mà đừng có bệnh á, mà cô mà khỏe khoắn mà lo cho chú á thì hoài nó đi Bình Dương rồi nó làm cũng đỡ. Dạ. Rồi giờ nó thấy hoàn cảnh cha mẹ bệnh đó rồi nó không có đi xa được làm. Dạ. Chứ còn bây giờ mà cô bệnh mà chú nữa thằng bài thì nó không chịu đi. Dạ. Tại vì nói chung là đi thì cũng được nhưng mà sợ bỏ ở nhà thì lúc mà chú mà có bệnh bất thường á thì đi cũng như là không có ai mà như bồng ẩm này kia nó khó khăn ha. Dạ. Đi là phải nhiều ổng, đi tiểu hoặc đi tắm là phải nhiều qua đi tắm. Chứ đi lên đâu được té. Kiểu này chắc chú ngồi ở nhà chắc buồn. Vì hỏi chưa hay không? Ôi, đi ngủ được. Chú có mơ ước cái gì không? Mơ ước cái gì con? Có nhà cho con. Đừng khóc chú ơi, khóc lên cái nó mệt lên, cái mắt cong nữa. Chú quay. Giờ con có mơ ước gì cho hoài được cái gì không? Để con chia sẻ lên coi có các cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước thì thấy cái hoàn cảnh của Hoài giúp đỡ Hoài mua chiếc xe, nói chung chiếc xe giờ cũng 4-5 triệu à, cũng dễ mà. Thì coi có mạnh thường quân nào thì nói chung có duyên thôi cô ơi. Cũng mang ơn con nhiều. Dạ. Hoài biết ca hát gì không? Dạ không, em đỡ cái vụ lắm. Vậy là giúp đỡ cho cô chú Hoài ở đây. Rồi cũng mang ơn cô chú anh chị em. Dạ. Giúp đỡ. Thì cả nhà thì hôm nay Thiện cũng đến đây thì chia sẻ cái hoàn cảnh của Hoài nha cả nhà. Thì Thiện cũng mong sao thì các cô chú anh chị á có xem được cái video này chia sẻ mạnh mạnh lên đó cả nhà. Thì giúp đỡ cho em Hoài cũng như là có một cái số tiền á thì 4-5 triệu để mua chiếc xe. Dạ. Yeah. Thì thôi bây giờ Minh Thiện cũng kết thúc cái video tại đây nha. Thì chúc quý cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe thì làm ăn phát tài phát lộc.